Trên tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, mọi trái tim đang mở rộng tứ tâm hướng về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu để chia sẻ tình thương đến với đồng bào đang ở tâm dịch. Sáng ngày 16 tháng 7, Tăng thân Tu viện Khánh An đã chuyển 12 tấn rau củ quả đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12 thông qua mặt trận trao tặng đến bà con đang bị cách ly vì dịch bệnh COVID-19. 12 tấn rau củ quả được Chư Tăng và Phật tử Tu viện Khánh An vận chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12 thông qua mặt trận trao tặng đến bà con đang bị cách ly do dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi trao tặng, Thầy Thích Quảng Thích, trưởng ban quản chúng Tu viện Khánh An cho biết, số lượng 12 tấn rau củ quả là tấm lòng của Chư Tăng Phật tử Tu viện Khánh An và Quý Mạnh Thường Quân gửi đến bà con đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng. Do việc thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của chính phủ nên Chư Tăng Tu viện Khánh An không thể trực tiếp trao tặng đến bà con được. Chính nhờ mặt trận quận chuyển số quà này đến bà con đang trong khu vực cách ly. Ông Phạm Thanh Huy, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12 bày tỏ lòng biết ơn đến tu viện. Ông cho biết, những ngày này nguồn thực phẩm rau củ thiếu nghiêm trọng trong bữa cơm của bà con. Hiện tại rau củ quả là một món quà quý giá hơn bao giờ hết. Trên địa bàn quận 12 có hơn 150 khu phong tỏa, 5 khu cách ly tập trung và một bệnh viện dã chiến. Mặt trận Tổ quốc quận sẽ chuyển những phần quà quý giá này đến bà con đang trong khu phong tỏa và khu cách ly. Ông trân trọng biết ơn tấm lòng của Thượng tọa Viện chủ Tu viện Khánh An và Chư Tăng Phật tử Tu viện. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, bà con miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc, miền Tây Nam Bộ cũng đã chuyển nhu yếu phẩm trên những chiếc xe nghĩa tình để đáp ứng một phần thực phẩm cho bà con thành phố. Tình hình dịch bệnh hiện nay không còn là nỗi đau của một cá nhân, một cộng đồng hay một quốc gia, mà đã là nỗi đau chung của toàn nhân loại. Bằng trái tim thương yêu, theo công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người góp một chút để chia sẻ khó khăn trong lúc này đến bà con trong bối cảnh gạo châu củi quế. Trước đó, tối ngày 15 tháng 7, lô hàng từ Đà Lạt về và Chư Tăng Khánh An đã bốc xếp đến khuya để kịp trao những phần quà đến bà con gặp khó khăn. Ngoài ra, số tặng phẩm này có sự góp phần công đức của Đại Đức Thích Tâm Quán, trụ trì chùa Diên Quang, Bắc Ninh.